Đối thoại với Thượng Đế, quyển 3, chương 14. Con đang đầy kinh ngạc và tôn kính khi đọc những lời này. Cảm ơn Ngài vì đã ở đây với con lúc này. Cảm ơn Ngài vì đã ở đây với tất cả chúng con, với hàng triệu người đã đọc từng chữ trong cuộc đối thoại này, và hàng triệu người khác nữa sẽ làm như vậy. Và chúng con không kịp thở bởi vì Ngài đã đến với trái tim của chúng con. Những sinh mệnh thân yêu nhất của ta, ta đã luôn ở trong trái tim của các con. Ta chỉ vui mừng giờ đây con đã có thể thực sự cảm nhận ta đang ở đó. Ta đã luôn luôn ở bên con, ta chưa bao giờ rời bỏ con cả. Ta là con là ta. Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia tách ra được, không bao giờ, bởi vì điều đó là không thể. Chờ một xíu đã nào. Cái này sao giống như là déjà vu vậy nhỉ? Không phải là chúng ta vừa mới nói những lời này trước đây ư? Tất nhiên. Hãy đọc phần đầu của chương 12. Chỉ là bây giờ chúng có nhiều ý nghĩa hơn so với lần đầu tiên con nghe thấy. Vậy là déjà vu có thật không? Và đôi khi chúng ta bắt gặp một thứ gì đó thêm một lần nữa. Vậy thì chúng ta có mang nhiều ý nghĩa hơn không? Chú thích. Déjà vu là từ tiếng Pháp có nghĩa là nhìn thấy một sự việc trước khi nó xảy ra. Hết chú thích. Vậy thì con nghĩ sao? Con nghĩ rằng chắc chắn có thứ gì đó đang xảy ra. Trừ khi là không có. Trừ khi là nó cũng không phải như thế. Hoan hô nào. Con đang tiến lên rất nhanh, rất nhanh chóng đấy. Sự hiểu biết to lớn mới về một thứ gì đó đang trở nên rất đáng sợ. Đúng phải không? Bây giờ con có một điều nghiêm trọng cần phải thảo luận với Ngài. Ta biết, con cứ tự nhiên đi nào. Thế khi nào thì linh hồn nhập vào cơ thể ạ? Con nghĩ là lúc nào? Khi nó lựa chọn ư? Tốt. Nhưng mọi người muốn có một câu trả lời dứt khoát hơn. Họ muốn biết khi nào sự sống bắt đầu, một sự sống như là họ đã biết. Ta hiểu. Vậy thì tín hiệu là gì? Có sự xuất hiện của thân thể từ dạ con không? Một sinh sản theo vật lý ấy. Nó có phải là lúc thụ thai, theo như vật lý thì là sự tham gia của các yếu tố của sự sống vật chất? Sự sống không có bắt đầu, bởi vì sự sống không có kết thúc. Sự sống chỉ đơn thuần là mở rộng ra, tạo ra các hình thức mới. Nó cũng giống như các đèn lava nóng phổ biến trong những năm 60. Có một mớ nguyên liệu hỗn độn ở bên trong chúng. Mớ hỗn độn này nằm phía dưới một quả bóng lớn, mềm mại. Và sau đó khi con tăng nhiệt độ lên, chúng chia tách ra và hình thành những mớ hỗn độn mới, tự tạo thành các hình thù, tái nhập lại với nhau ở phía trên, rồi lại đổ xuống cùng nhau, tạo thành những đống hỗn độn mới, và cứ lặp đi lặp lại như thế. Không bao giờ có bất cứ đống hỗn độn mới nào trong ống tuyết. Tất cả đều cùng một chất liệu tự sửa đổi chính nó, trở thành thứ trông giống như là mới và có chất liệu khác nhau. Chúng ta đa dạng và vô tận, và thật thú vị để nhìn ngắm quá trình đó diễn ra lặp đi lặp lại. Đó là một phép ẩn dụ tuyệt vời. Các linh hồn cũng tương tự như thế. Linh hồn duy nhất, cái tổng thể, tự sửa đổi để trở thành các phần nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa của chính nó. Tất cả các phần ở trong đó đều đã có sẵn từ ban đầu. Không có bất cứ phần nào là mới cả. Chỉ đơn thuần là một phần của cái tổng thể đã luôn là như thế, tự sửa đổi chính mình trở thành những gì trông giống như các phần mới và khác nhau. Có một bài hát pop rất là hay được viết và biểu diễn bởi John Osborne và nói rằng: điều gì sẽ xảy ra nếu như Thượng Đế là một người trong chúng ta? Chỉ là một người nhếch nhác bẩn thỉu trong chúng ta mà thôi. Con sẽ yêu cầu cô ấy thay đổi những bài hát thành: điều gì sẽ xảy ra nếu như Thượng Đế là một người trong chúng ta? Chỉ là một người bình thường như chúng ta mà thôi. Ha, điều đó thật tuyệt. Và con biết đấy, bài hát của cô ấy là một bài hát tuyệt vời. Nó là một cú thúc mạnh vào tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Con người không thể chịu được ý nghĩ rằng ta không tốt hơn so với một trong số họ đâu. Ây, phản ứng này thật là thú vị làm sao. Không phải là ở Thượng Đế, mà là ở loài người. Nếu chúng con coi đó là một sự bán bổ đối với Thượng Đế, thì Ngài đã bị đem ra so sánh với một người trong chúng con. Điều đó nói lên cái gì đây? Nói lên cái gì cơ? Tất nhiên là Ngài là một trong số chúng con rồi. Đó chính xác là những gì Ngài đang nói ở đây. Vì thế,
Joan cô ấy đã đúng. Cô ấy đã đúng là như thế đấy. Rất sâu sắc. Con muốn quay trở lại với câu hỏi của mình. Ngài có thể cho chúng con biết về sự sống bắt đầu từ khi nào không? Tại thời điểm linh hồn nhập vào cơ thể ư? Linh hồn không nhập vào thể xác, mà là thể xác được bao bọc bởi linh hồn. Hãy nhớ những gì ta đã nói trước đó. Thể xác không phải là nơi chứa đựng linh hồn. Nó là một con đường khác. Tất cả mọi thứ luôn luôn sống động. Không có thứ gì gọi là đã chết. Không có bất cứ dạng sinh mệnh nào như thế. Cái tổng thể luôn luôn sống động. Chỉ đơn giản là tự mình hướng mình vào một dạng mới, hình thức vật lý mới. Dạng sống này luôn luôn được nạp đầy năng lượng sống, năng lượng của sự sống. Sự sống, cái mà con gọi là năng lượng sự sống chính là ta, luôn luôn tồn tại, nhưng nó cũng chưa bao giờ có ở đó. Sự sống không bao giờ kết thúc. Thế nên, làm sao mà có thời điểm khởi đầu của sự sống cho được đây? Thôi nào, ngài hãy giúp con đi. Ngài biết con đang cố gắng để hiểu điều đó cơ mà. Đúng, ta biết. Con muốn ta tham gia vào cuộc tranh luận này. Vâng, đúng thế. Con thừa nhận là như vậy. Ý con là con đã có Thượng Đế ở đây. Và con có một cơ hội rất hoành tráng để đặt ra các câu hỏi. Sự sống bắt đầu từ khi nào thế? Và câu trả lời cũng rất hoành tráng. Mà con lại không thể nghe thấy nó. Hãy cứ để con thử thêm một lần nữa đi nào. Nó chưa bao giờ bắt đầu. Sự sống không bao giờ có khởi đầu. Bởi vì cuộc sống cũng không bao giờ kết thúc. Các con cứ nghĩ nó phải liên quan đến tính chất sinh học để các con có thể tạo nên một quy tắc dựa trên những gì các con đã biết. Con muốn khiến cho quy luật của Thượng Đế phải là nói về một cách mọi người cư xử, sau đó trừng phạt họ nếu họ không hành xử theo cách đó. Có gì sai với điều đó chứ? Không lẽ nó cho phép chúng ta tiêu diệt mấy ông bác sĩ trong cái bãi đỗ xe của bệnh viện phá thai mà không bị trừng phạt? Ừ, ta hiểu. Các con đã sử dụng và công bố rằng đó chính là quy luật của ta để biện minh cho tất cả qua biết bao nhiêu năm. Ôi, xem kìa, ngài đã không nói rằng phá thai là giết người. Con không thể giết bất cứ ai hay bất cứ thứ gì được. Không, nhưng lại có thể kết thúc sự cá tính hóa của nó chứ. Và trong ngôn ngữ của chúng con, đó cũng gọi là giết đấy. Con không thể ngăn chặn quá trình mà trong đó một phần cá nhân của ta biểu hiện ra theo một cách nào đó mà không có sự đồng ý của ta. Hử? Gì cơ? Ngài đang nói tới điều gì thế? Ta nói rằng không có bất cứ thứ gì xảy ra mà chống lại ý muốn của Thượng Đế. Sự sống, tất cả đều đang xảy ra, là một biểu hiện của Thượng Đế. Hãy đọc cho kỹ, cũng chính là biểu hiện của con, một sự hiển nhiên. Ta cũng đã nói trong cuộc đối thoại này, ý muốn của con cũng chính là ý muốn của ta, bởi vì chỉ có cái một duy nhất là chúng ta mà thôi. Sự sống là ý muốn của Thiên Chúa, thể hiện ra một cách hoàn hảo. Nếu có bất cứ thứ gì diễn ra mà chống lại ý muốn của Thượng Đế, điều đó là không thể được. Theo định nghĩa về Thượng Đế là ai và là cái gì, điều đó là không thể. Con có tin rằng một linh hồn bằng cách nào đó có thể quyết định một cái gì đó cho người khác? Cá nhân con có tin rằng các con có thể ảnh hưởng lẫn nhau theo một cách mà người khác lại không muốn bị ảnh hưởng không? Một niềm tin như vậy sẽ phải dựa trên ý tưởng rằng mỗi người trong các con phải là riêng biệt. Con có tin rằng con có thể ảnh hưởng đến sự sống theo một cách mà trong đó Thượng Đế không muốn sự sống bị ảnh hưởng sao? Một niềm tin như thế sẽ phải dựa trên ý tưởng rằng các con tách biệt khỏi ta. Cả hai suy nghĩ này đều sai. Thật là kiêu ngạo vô cùng khi các con nghĩ rằng các con có thể tác động đến vũ trụ theo một cách mà trong đó vũ trụ lại không đồng ý. Ở đây các con đang phải đối mặt với một thế lực hùng mạnh. Vậy mà nhiều người trong các con lại tin rằng mình còn mạnh hơn cả thế lực hùng mạnh nhất. Tất nhiên, các con không mạnh, nhưng các con cũng không thua kém hơn thế lực mạnh nhất đâu. Các con chính là thế lực phi thường nhất, không hơn cũng không kém. Vì vậy, hãy để nó ở cùng con,
Ngài đang nói rằng con không thể giết bất cứ ai nếu không có sự cho phép của anh ta sao? Có phải là Ngài đang nói với con rằng ở một mức độ cao hơn, những ai bị giết đã đồng ý rằng mình sẽ bị giết à? Con đang tìm kiếm những thứ ở cõi trần và suy nghĩ của những thứ về cõi trần, và chúng không có ý nghĩa gì. Con không thể không nghĩ về những thứ ở cõi trần được. Con đang ở ngay tại đây, ngay lúc này, trên trái đất cơ mà. Ta nói cho con điều này nhé. Con đang ở trong thế giới này, nhưng đừng thuộc về nó. Thế thì thực tại ở trái đất này không là thật hay sao? Con có nghĩ như thế không? Con không biết. Con đã bao giờ nghĩ rằng có một cái gì đó lớn hơn đang xảy ra ở đây? Vâng, chắc chắn là con có từng nghĩ tới. Đây là những gì đang xảy ra. Ta đang giải thích nó cho con. Được rồi, con hiểu. Vì vậy, con đoán rằng bây giờ con có thể đi ngay ra ngoài kia và giết bất cứ ai, bởi vì con không thể giết ai nếu chưa được người đó đồng ý, đúng không? Thật ra, loài người thường hành động theo cách đó. Thật lạ đời rằng các con đang có một thời gian rất khó khăn về điều này. Tuy nhiên các con lại cứ đi loanh quanh, hành động như thể nó đúng lắm vậy. Hoặc tệ hơn, các con đang giết người và chống đối lại ý muốn của họ, như thể nó không quan trọng vậy. Tất nhiên, ý muốn của người khác quan trọng chứ. Chỉ là chúng con muốn mình quan trọng hơn thôi. Ngài không hiểu sao, tại thời điểm loài người chúng con giết đi một ai đó, chúng con không nói rằng những gì chúng con đã làm là không quan trọng. Tại sao thế? Thật sức sự khi nói như vậy phải không? Chỉ là chúng con muốn quan trọng hơn nữa thôi. Ta hiểu. Vậy nên thật dễ dàng để con chấp nhận rằng nó hoàn toàn không sao khi một người giết đi một người khác mà trái với ý muốn của họ. Con có thể làm điều này mà không bị trừng phạt. Mọi việc diễn ra như thế bởi vì nó là ý muốn của họ, rằng cảm nhận của con là không đúng. Con chưa từng nói điều đó nhé. Đó không phải là cách suy nghĩ của loài người. Không phải ư? Hãy để ta cho con thấy các đạo đức giả của loài người là như thế nào nhé. Con nói rằng sẽ không sao khi giết một ai đó trái với ý muốn của họ, miễn là con có một lý do tốt và đủ khi con muốn giết họ. Chiến tranh chẳng hạn, hoặc án tử hình. Tuy nhiên, nếu một người nào đó cảm thấy họ có lý do đủ tốt để muốn mình chết đi, con lại có thể giúp cho họ được chết. Đây chính là hỗ trợ cho sự tự sát, và đó là sai trái. Ngài đang chế giễu chúng con sao? Không, chính các con mới đang nhạo báng ta. Con nói rằng ta sẽ tha thứ nếu con giết đi một người nào đó trái với ý muốn của họ, rằng ta sẽ kết án những ai giết một người nào đó thuận theo ý muốn của họ. Thật là điên. Ấy thế mà, các con không chỉ không nhìn thấy sự điên rồ ở trong đó, các con còn chỉ rõ ra sự điên rồ ở người khác. Các con là loài đứng thẳng, nhưng các con chỉ biết gây rắc rối mà thôi. Đây chính là cái thứ logic tra tấn mà các con đã xây dựng trên nền thần học của toàn bộ sự sống. Con chưa bao giờ nhìn nhận điều này theo cách đó. Ta nói con biết nhé. Đã đến lúc để con nhìn nhận mọi thứ một cách mới. Đây chính là thời điểm để các con được tái sinh, từng cá nhân và toàn thể xã hội. Các con cần phải tái tạo lại thế giới của mình ngay bây giờ, trước khi các con phá hủy nó với sự điên rồ của mình. Giờ thì các con hãy lắng nghe ta. Chúng ta là một. Chỉ có cái một duy nhất là chúng ta. Các con không tách rời với ta, và các con cũng không tách rời với nhau. Tất cả mọi thứ chúng ta đang làm, chúng ta đều phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Chúng ta cùng nhau sáng tạo nên thực tại. Nếu các con chấm dứt thì ta cũng chấm dứt. Ý muốn của con cũng là ý muốn của ta. Không có một phần đơn lẻ nào của Đức Chúa có quyền lực trên những phần khác của Ngài. Việc một linh hồn ảnh hưởng đến linh hồn khác trái với ý muốn của họ là không thể. Không có nạn nhân và cũng không có kẻ phạm tội. Con không thể hiểu được điều này từ quan điểm hạn chế của mình, nhưng ta vẫn phải nói với con nó là như vậy. Chỉ có một lý do để trở thành, để thực hiện và để có mọi thứ.
hãy tuyên bố chính xác con là ai. Nếu cái con là như là một cá nhân và một xã hội, là người mà con lựa chọn và mong muốn trở thành, thì chẳng có lý do gì để thay đổi bất cứ điều gì cả. Mặt khác, nếu con tin rằng có một trải nghiệm vĩ đại hơn đang chờ đợi, một biểu hiện thậm chí còn lớn lao hơn của Thượng Đế so với hiện nay, thì con sẽ đi đến sự thật đó. Vì tất cả chúng ta là những người đồng sáng tạo, điều này giúp cho chúng ta làm những thứ giúp chúng ta có thể đưa ra cho người khác thấy một con đường, một phần mà chúng ta mong muốn đi đến. Con có thể là một người dẫn đường, thể hiện ra sự sống mà con muốn sáng tạo và mời gọi những người khác làm theo con. Con thậm chí có thể nói rằng, ta là đường và là sự sống, hãy đi theo ta. Nhưng con phải cẩn thận đấy nhé. Con người đã phải chịu đóng đinh trên thập giá khi tuyên bố điều này. Cảm ơn Ngài, con sẽ chú ý tới lời cảnh báo này. Con sẽ giữ cho mình là một người bình thường thôi. Ta có thể thấy rằng con đang làm rất tốt đấy. Ôi, khi Ngài nói rằng Ngài có một cuộc đối thoại với Thượng Đế, thật không dễ dàng gì để giữ thân phận chút nào. Vì những người khác đã phát hiện ra. Cũng có thể có một lý do khác để con giữ mồm giữ miệng hơn. Quá trễ rồi con à. Vâng, đó có phải là sai lầm không? Ta hiểu ý con đang muốn nói gì ở đây. Không sao đâu, con tha thứ cho Ngài mà. Thế sao? Vâng, con tha thứ cho ta bằng cách nào? Bởi con hiểu được lý do tại sao Ngài làm như thế. Con hiểu được lý do tại sao Ngài đến với con và bắt đầu cuộc đối thoại này. Và khi con hiểu ra tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế, con có thể tha thứ cho tất cả những rắc rối đã gây ra những hậu quả này. Thú vị rồi đây. Mong rằng con có thể nghĩ về Thượng Đế cũng cao quý ngang với con. Con có một mối quan hệ đặc biệt với ta. Đôi khi con nghĩ rằng con chẳng bao giờ cao quý như ta. Và đôi khi con lại nghĩ rằng ta không thể nào cao quý chỉ ngang với con được. Con không thấy thú vị sao? Thấy hấp dẫn thì đúng hơn. Đó là bởi vì con nghĩ rằng chúng ta tách biệt nhau. Những ảo tưởng này sẽ bỏ đi nếu con nghĩ rằng chúng ta là một. Đây là sự khác biệt chính giữa nền văn minh của con, một nền văn minh sơ sinh thực sự, một nền văn hóa nguyên thủy, so với nền văn minh phát triển tiến hóa cao của vũ trụ. Sự khác biệt lớn nhất là trong nền văn minh tiến hóa cao, tất cả các sinh mệnh đều hiểu rõ rằng không có gì tách biệt giữa bản thân họ và Thượng Đế. Và họ cũng hoàn toàn hiểu rằng không có gì tách biệt bản thân họ với những người khác. Họ biết rằng chính họ đang có những trải nghiệm cá nhân của cái tổng thể. Ôi tuyệt vời thật! Giờ thì Ngài đang đề cập đến những nền văn minh tiến hóa cao của vũ trụ. Con đã chờ rất lâu để nghe về điều này đấy. Đúng, ta nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta khám phá. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, con đơn giản là muốn đề cập lại một lần cuối về vấn đề phá thai. Ở đây Ngài đã nói rằng bởi vì không có bất cứ điều gì xảy ra mà chống lại với ý muốn của linh hồn loài người, nên giết một ai đó sẽ không sao, phải không? Ngài không bỏ qua cho việc phá thai hoặc cho chúng con một lối thoát ra khỏi vấn đề này, phải không? Ta không tha thứ, cũng không lên án việc phá thai. Chiến tranh cũng thế. Mọi người dân của mọi quốc gia nghĩ rằng ta tha thứ cho các cuộc chiến tranh mà họ đang chiến đấu và lên án cuộc chiến tranh mà quân địch của họ đang chiến đấu ư? Mọi người dân của mọi quốc gia đều nghĩ rằng Thượng Đế đứng về phía mình. Tất cả đều mang cái vẻ tương tự nhau. Thật vậy, mọi người đều cảm nhận cùng một thứ, hoặc ít nhất cũng hy vọng rằng mỗi quyết định và lựa chọn họ đưa ra chính là sự thật. Và con có biết lý do tại sao tất cả các sinh mệnh này đều tin rằng Thượng Đế đứng về phía họ hay không? Bởi vì ta là như thế, và tất cả các sinh mệnh đều nhận biết được điều này. Còn một cách nói khác nữa, mong muốn của con dành cho bản thân con cũng chính là mong muốn của ta dành cho con. Và cũng còn cách nói khác nữa, ta sẽ cho con tất cả những gì con mong muốn. Không có bất cứ tự do ý chí nào nếu đưa nó vào con đường dẫn đến sự trừng phạt.
Điều này nhạo báng tự do ý chí và làm giả mạo nó. Vì vậy, đối với việc phá thai hoặc chiến tranh, hoặc mua một chiếc xe hơi hoặc kết hôn với người nào đó, có quan hệ tình dục hay không có quan hệ tình dục, làm nhiệm vụ của mình hay không làm nhiệm vụ của mình, chẳng có gì gọi là đúng và sai cả, và ta cũng không có sự thiên vị ở trong vấn đề này. Tất cả các con đang trong một quá trình khẳng định chính bản thân mình. Mỗi một hành động đều là một định nghĩa về bản thân con. Nếu con hài lòng với cách con tự sáng tạo ra chính bản thân mình, nếu nó có lợi cho con, thì con vẫn sẽ tiếp tục làm mọi thứ theo cách đó. Nếu không, con sẽ dừng lại. Điều này được gọi là tiến hóa. Quá trình này rất chậm, bởi vì theo như tiến hóa của các con vẫn tiếp tục thay đổi ý tưởng về điều gì là có lợi nhất cho mình. Các con vẫn thay đổi về khái niệm hài lòng. Hãy nhớ những gì ta đã nói trước đây. Con có thể đánh giá một người hay một xã hội tiến hóa cao bao nhiêu qua khái niệm hài lòng của sinh mệnh xã hội đó. Nếu các con gây ra chiến tranh và giết chết người khác là phục vụ tốt cho con, thì con sẽ làm như thế. Nếu các con phá thai mà có lợi cho các con sẽ làm như thế. Điều duy nhất mà thay đổi khi các con tiến hóa chính là khái niệm về điều gì là có lợi cho các con. Nó dựa trên những gì các con đang cố gắng để làm. Nếu con đang cố gắng để đến được Seattle, thì đi về hướng San Jose sẽ không có lợi ích cho con đâu. Không phải là sai lầm về mặt đạo đức. Khi đi đến San Jose, nó chỉ đơn giản là không có lợi cho con. Câu hỏi về những gì con đang cố gắng để làm đã trở thành một câu hỏi quan trọng hàng đầu. Không chỉ trong cuộc sống của các con nói chung, nhưng trong từng phút từng giây của cuộc đời các con. Bởi vì trong những khoảnh khắc cuộc đời, sự sống được sáng tạo nên. Tất cả điều này được nói rất chi tiết tại phần đầu của đối thoại của chúng ta, còn đặt tên là tập 1 đấy. Ta cũng đang lặp đi lặp lại nó ở đây, bởi vì con có vẻ cần một lời nhắc nhở. Và con cũng sẽ không bao giờ đặt câu hỏi với ta về việc phá thai nữa đâu. Khi con đang chuẩn bị phá thai, hoặc khi con đang chuẩn bị hút thuốc, hoặc khi con đang chuẩn bị để chiên xào và ăn thịt động vật nào đó, khi con đang chuẩn bị tông chết ai đó trên xa lộ, bất kể vấn đề là lớn hay nhỏ, bất kể sự lựa chọn đó là lớn hay nhỏ, chỉ có một câu hỏi duy nhất để xem xét mà thôi. Tôi thực sự có phải là người này hay không? Đây có phải là người tôi chọn để trở thành không? Và hãy hiểu được điều này. Chẳng có vấn đề nào mà không quan trọng. Tất cả mọi thứ đều quan trọng. Sự trọng đại là ở chỗ con là ai và là gì. Những hành động của con đều là định nghĩa về tự thân con. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của con về việc phá thai. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của con về chiến tranh. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của con về việc hút thuốc và ăn thịt, cũng như tất cả những câu hỏi khác về hành vi của loài người mà con từng đặt ra. Mỗi một hành động đều là một định nghĩa về bản thân con. Tất cả những gì con nghĩ, nói và làm đều tuyên bố: đây chính là tôi đây. Hết chương 14. Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 15. Các bạn thân mến, chương ngày hôm nay chúng ta được lắng nghe là một chương Viên nghĩ rằng là một cơ hội lớn để chúng ta bắt đầu suy ngẫm. Câu hỏi đặt ra là: sự giết chóc có ý nghĩa như thế nào với chúng ta? Ở đây, khi tác giả đề cập tới một việc phá thai liệu có phải là một việc mà Thượng Đế không cho phép hay không? Câu trả lời của Ngài quanh đi quẩn lại nhấn mạnh chỉ một điều: con chọn là ai? Người không hỏi rằng con sợ trở thành ai? Bởi khi mỗi khi nhắc tới việc sát sinh, phá thai chẳng hạn, giết động vật chẳng hạn, ăn thịt động vật chẳng hạn, hoặc giết người, tất cả chúng ta đều có một nỗi sợ về nghiệp báo. Và rất thường xuyên trong cuộc sống, chúng ta chọn làm một điều gì luôn luôn xuất phát từ việc ta sợ cái nghiệp này sẽ dẫn tới việc gì. Các bạn thân mến, Vi là một người đã phá thai, 59 tuổi. Khỏi cần phải nói, sự tội lỗi, sự sợ hãi, nỗi đau khổ dày vò bản thân rất lâu.
Lúc đó Vi đã cảm thấy tâm trí mình muốn phát loạn lên luôn, bởi vì mình sợ quá. Nhà Vi lúc đó còn ở trong một khu vực rất là tối nữa. Mình rất là sợ. Sự việc đó làm cho mình bị tổn thương sâu sắc và tâm trí của mình không thể làm việc được. Những cuộc đối thoại ở trong đầu, những video nói về việc phá thai, tất cả những gì mọi người có thể chia sẻ ở trên mạng Vi đều đọc hết. Nỗi sợ nghiệp quả, nó to nhất trong tất cả những nỗi sợ. Cho tới một đêm, khi nỗi sợ hãi ở trong Vi tới tột đỉnh, Vi bước ra giữa trời và bắt đầu nói. Quyết định của con là con đã chọn lựa sau khi suy nghĩ rất kỹ càng. Bởi vì con biết rằng ở tuổi 19, mang thai, có một đứa trẻ là một điều con không sẵn sàng. Biết bao nhiêu điều con muốn làm, con không muốn trở thành một người mẹ ở tuổi 19. Có rất nhiều điều con muốn trưởng thành, con chọn một cuộc sống khác. Và khi con quyết định làm việc này, con biết nó tổn hại tới một sinh linh khác. Và con vô cùng thấy xấu hổ vì mình đã không có hiểu biết, không có sự cẩn thận để chuẩn bị. Đây là sự chọn lựa của con. Nếu có bất cứ nghiệp quả nào con phải gánh nhận, con xin chấp nhận gánh nhận. Đây là bài học cho con. Đây là một điều con sẽ luôn luôn ghi nhớ trong cuộc đời. Con hiểu rằng khi con tổn thương một người khác, con cũng đang tổn thương chính mình. Đây là quyết định cuối cùng của con. Và con quyết định chấm dứt sự sợ hãi này. Vì nghĩ đó chính là giây phút. Đó chính là giây phút mà Vi đã kêu gọi quyển sách đến với Vi. Bởi đó chính là giây phút Vi quyết định mình là ai, mình muốn trở thành gì. Các bạn có thể có câu hỏi: vậy bạn có cảm thấy đau khổ không? Có. Cho tới thời điểm hiện tại, Vi vẫn đau khổ khi nhắc tới việc phá thai của mình. Những nước mắt vẫn rơi. Nhưng Vi có cảm thấy hối hận không? Không. Vi đã có được một kinh nghiệm sống, một bước ngoặt trong cuộc đời đưa Vi tới Vi là ai ngày hôm nay, biến một đứa trẻ sợ hãi nhút nhát trở thành Vi ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều sợ hãi, vẫn còn nhiều nhút nhát, nhưng Vi biết mình đang tiến bộ và đi trên con đường đúng mà mình đã lựa chọn. Tất cả những đau khổ mà Vi đã trải qua đều là một kinh nghiệm để giúp Vi có thể kết nối với những người khác, những người cũng đã đau khổ. Mà nhờ vậy chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta thật sự không có nhiều khác biệt lắm, không tách biệt với nhau tí nào. Bởi vì chúng ta đều có cùng những mơ ước và chúng ta đều có cùng những đau khổ. Nhờ đó mình bắt đầu có thể thật sự nhận thức được như thế nào gọi là chúng ta là một. Vậy thì khi nói tới vấn đề giết chóc, ăn thịt, tổn hại, bạo lực, quyết định của mình là gì? Chúng ta sẽ hành động xuất phát từ sự sợ hãi, hay chúng ta sẽ quyết định hành động xuất phát từ tôi là ai? Tôi quyết định dừng ăn thịt, không phải bởi vì tôi sợ nghiệp báo, nhưng vì tôi yêu thương các động vật và tôi không muốn tổn hại các động vật và tôi tôn trọng sự sống. Tôi quyết định hy sinh bản thân mình cho người khác, không phải bởi vì tôi mong muốn một kết quả gì tốt lành đến với tôi trong tương lai, nhưng bởi vì tôi yêu thương người đó và tôi sẵn sàng đặt niềm hạnh phúc của người đó ở phía trên niềm hạnh phúc của bản thân tôi trong giây phút này. Tôi quyết định không ngoại tình, bởi vì tôi không phải sợ kết quả của sự ngoại tình, nhưng bởi vì tôi là người yêu thương. Tôi không muốn tổn hại đến bất cứ ai trong mối quan hệ này, bao gồm cả chính bản thân tôi. Tôi không muốn nói những lời nói dối với bất cứ ai trong cuộc sống của tôi, bởi vì tôi là người đi theo con đường của sự chân thật. Tôi quyết định chấm dứt sự chê trách, chỉ trích bản thân mình hoặc chê trách, chỉ trích bản thân người khác. Bởi vì tôi biết tôi đang bước đi từng bước một để làm hoàn thiện bản thân mình hơn. Những lỗi lầm người khác đang mắc phải cũng chính là những lỗi lầm tôi đã từng mắc phải. Tôi hạnh phúc khi nhận ra những điểm không hiệu quả trong cách sống của mình và tôi rất vui lòng để thay đổi nó, biến đổi tôi, chuyển hóa bản thân mình, cảm xúc của mình. Đây chính là thái độ sống đó, thái độ sống của sự sáng tạo trong từng khoảnh khắc. Tôi là ai và tôi quyết định
trở thành ai. Và tất cả những gì tôi chọn cho bản thân mình, tình yêu thương, sự hạnh phúc, sự bình an, tha thứ. Tự do để sống, tự do để mắc sai lầm, tự do để nhìn thấy một bản thân mới, sáng tạo ra bản thân mới. Một cách khiêm tốn, Vi cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của Vi. Amen. Nếu các bạn muốn mua bộ 3 quyển sách Amy Cậu Bé Đến Từ Các Vì Sao và bộ Đối Thoại Với Thượng Đế thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Mình sẽ in sách sẵn và gửi ra cho các bạn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được quyển sách ở trong nhà của chúng ta lại có thể có duyên giúp cho ai đó vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời họ, hoặc mở cho ai đó với một cái tầm nhìn khác đâu. Bộ sách này cũng sẽ là những món quà tuyệt vời cho những người bạn, những người thân của mình. Vậy nên, hỡi những sứ giả mang những thông điệp tuyệt vời này của vũ trụ, hãy mang đến hiểu biết này đến cho những người bạn của mình thêm nhé. Nào, hãy liên lạc với mình nhé. Các bạn hãy ấn like, subscribe để có thể nhận được thông báo về những video của những quyển sách hay khác mà Vi sắp tới sẽ dịch ra cho mọi người nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh của Vi và công việc dịch thuật bằng cách donate cho Vi. Mình có thể liên lạc với Vi qua facebook.com/vivijourney. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.